Trời, quá trời lục vừng luôn à. Mi đi vào sâu tim oanh, giết chết yêu thương ở đây, sẽ còn mãi nơi này. Hình dung một người thay đổi, anh yêu vội thế, cứ thích buông lời trêu đùa, chẳng biết đâu thật tâm là ngọt ngào hay lừa dối. Đây là cầu thang để dành cho người khuyết tật đủn lên, và như hồi trước mình còn đủn xe lăn cho các chị từ tầng 1 lên tầng 3 cơ. Xong rồi đây là cầu thang này. Cầu thang này thì mình thường cõng các chị đeo chân giả đấy ạ, vì các chị không lên được. Lên tầng 3 luôn. Cầu thang nối liền giữa lớp tin học văn phòng. Đây là lớp tin học văn phòng đây. Cầu thang này sẽ nối liền ra đây là phòng của các thầy cô. Và xuyên sang cái cầu thang bên kia nữa là lớp dạy trường bổ túc cấp 3. Ngôi trường đã gắn liền với cấp 3 của mình này, lớp trung cấp tin học này. Cầu thang này là cũng mới làm thôi chứ là mình học đâu có đâu. Con gái tôi nó gõ trống trường kìa. Con gõ đi. Con bảo các bạn ấy đi nào. Từng từng từng. Trống nào, từng 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 cùng nhau mãi bước chung đôi che lối về, yêu em mãi luôn nghe anh. Tình yêu như mật ngọt trên cao, làm lòng ta luôn khát khao. Trái tim em nguyện thề yêu anh, gửi trọn tình yêu đến anh. Dẫu yêu ơi, gửi đến mai sau, em muốn bên anh mãi mãi.